Thưa quý vị, liên quan vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện gây ồn ào suốt 2 ngày qua, sáng 9 tháng 4 năm 2023, trả lời phóng viên báo Thanh Niên, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông đã làm việc với cơ quan công an về việc ông đánh ông Lê Đức Huấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, làm ông Huấn bị thương mặt, phải nhập viện. Theo ông Tuấn, nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do việc đóng, mở cái cổng trường. Ông Phan Anh Tuấn cho hay, lúc 6 giờ 50 phút sáng 6 tháng 4, sau khi ông đi ăn sáng với bảo vệ trường trở về, thì phát hiện cổng chính của trường bị khóa bằng một ổ khóa mới, không phải ổ khóa của trường. Các học sinh trực cờ đỏ ở cổng trường cho biết, người khóa cổng trường bằng ổ khóa mới là ông Lê Đức Huấn. Ông Phan Anh Tuấn kể lại, vì lúc này đang là giờ cao điểm vào trường của các em học sinh và các thầy cô giáo, nên ông yêu cầu bảo vệ dùng búa để phá khóa, mở cổng cho mọi người vào trường. Sau đó, ông lái xe ô tô vào trường thì bị ông Lê Đức Huấn đứng chặn ở cổng, không cho vào. Ông Huấn đập mạnh vào nắp capo xe của ông Tuấn. Khi xuống xe kiểm tra, thì ông Huấn tiến tới dùng tay đánh nhưng ông Tuấn tránh được. Vì quá bực tức, vị hiệu trưởng dùng tay đánh mạnh một cái vào vùng mặt của vị phó hiệu trưởng. Theo ông Phan Anh Tuấn, trước đó cả hai không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên gần đây, ông Lê Đức Huấn thường xuyên đi ô tô cá nhân đến trường khoảng sau 22 giờ. Lúc này cổng chính đã khóa, nhưng ông Huấn không gọi cho bảo vệ, mà gọi cho ông Tuấn và các giáo viên khác ra mở cổng. Ông Phan Anh Tuấn cho biết thêm, ngày 4 tháng 4, ông Huấn có hỏi tại sao ông Tuấn lại ra lệnh cho bảo vệ, không mở cổng cho ông ấy. Ông Tuấn đã trao đổi lại là ông không ra lệnh khóa cổng, không cho ông Huấn vào trường. Có gì thì cứ gọi điện cho bảo vệ mở cổng. Ông Phan Anh Tuấn cho biết ông rất buồn vì sự việc xảy ra. Ông chia sẻ, mình là hiệu trưởng nhưng không giữ được bình tĩnh và có hành vi đánh phó hiệu trưởng là sai trái. Sự việc lại diễn ra trước sự chứng kiến của các em học sinh. Ông nhận thấy rõ hành vi sai trái của mình nhưng cũng mong các cơ quan chức năng xem xét. Ông cũng đã gặp và xin lỗi ông Huấn về hành vi của mình và cũng hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên vào sáng cùng ngày, ông Lê Đức Huấn cho biết ông đã ra viện, về nhà và sức khỏe đã hoàn toàn bình thường. Ông Huấn cũng cho biết không muốn nói gì thêm vì sự việc đã quá ồn ào và bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống đến công việc. Ông đang rất mệt mỏi. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 7 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết có nội dung vào ngày 6 tháng 4, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, có mâu thuẫn với ông Lê Đức Huấn, phó hiệu trưởng trường này. Quá trình xảy ra vụ việc, ông Tuấn đã đánh vào mặt ông Huấn, khiến ông Huấn bị thương tích ở mặt phải vào bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Vụ việc đang được công an huyện Lệ Thủy điều tra làm rõ. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy xác nhận vụ việc này xảy ra tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Cả hai đều là lãnh đạo của trường. Ông Tình cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đến vào cuộc điều tra, cho hai thầy giáo lập bản tường trình để xem ai đúng, ai sai, rồi tiếp tục xử lý. Ông Nguyễn Văn Vững, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, trong thứ hai tuần tới, tức là ngày 10 tháng 4, phòng này sẽ lập tổ công tác cùng các đơn vị liên quan về kiểm tra tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.